Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe VinFast NAC SA bản nâng cao ạ Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại Cho chiếc xe VinFast NAC SA bản nâng cao này Khi mà sang tháng 3 này đang có chương trình khuyến mại Vô cùng đặc biệt cho em đấy ạ còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ à? Ok em phép đi vào với chính luôn ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho em về các chương trình khuyến mại ạ à. VinFast NAC áp dụng chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 3 này cho cả 3 phiên bản Đó chính là áp dụng hai loại voucher 150 triệu và 200 triệu sẽ cộng gộp vào có thể là anh em thể lên tới là 400 triệu em nhá đó và có rất nhiều anh em comment lên video trước của em là lấy đâu ra có voucher nếu anh em không có thì anh em thể mua lại voucher với giá sẽ rẻ hơn còn mua lại với giá bao nhiêu thì giá cả nó sẽ thay đổi nó sẽ thay đổi theo thị trường và có thể nó thay đổi theo hàng ngày luôn đấy ạ thì anh em hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để em sẽ tư vấn cho anh em về giá cả này và rất nhiều các thứ khác nhau cho anh em hợp lý nhất cho anh em ạ và vẫn áp dụng các chương trình khuyến mại như là hỗ trợ cho em là phí trước bạ 150% giảm 10% giá trị của xe miễn lãi suất hỗ trợ đội cũ đấy mới và tặng bộ phụ kiện cao cấp và rất nhiều phần quà nữa đây ạ đó là các chương trình khuyến mại ạ à, với giá niêm của chiếc xe này thì đang là 1 tỷ 642 triệu ạ khi áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 3 này cực kỳ đặc biệt như này thì Lam Anh Nội giờ chỉ còn với giá đang là 1 tỷ 298 triệu thôi ạ. À. Trả góp thì đang là 310 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 260 triệu. Trả góp thì đang là 260 triệu ạ. À. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 278 triệu. Trả góp thì đang là 279 triệu ạ. À. Đó là các giá xe và tổng hợp bánh nhá. Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe VinFast NAC SA bản nâng cao ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em phần kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m940, rộng là 1m960, còn cao là 1m773 Còn chiều dài cơ sở dài chiếc xe này dài đang là 2m933 Còn khoảng sáng cầm xe đang là 19cm nha, 19,5cm đấy ạ. Chiếc xe này thì rất là dài, rộng và cao đấy ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe này thì nó được dập nổi rất là nhiều Giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp Chắc chắn, thể thao và cũng rất sang trọng ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới cơ lăng Mặt lưới cơ lăng thì thiết kế nhìn rất là to bản Và ở giữa mặt lưới cơ lăng sẽ có logo của VinFast Lối liền với hai cụm đèn Tạo ra cho chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn Rộng xe hơn và sang trọng hơn ạ Và nó sử dụng đó chính là thanh nẹp chrome nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em phần phần uh, cụm đèn ạ. Cụm đèn của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led nhá, đèn full led cho cả đèn cốt đèn pha đấy ạ. Và các tính an toàn của chiếc xe này nó sẽ là có camera 360 độ ạ. Camera 360 độ nhá. Và nó sẽ có cảm biến góc trước đấy ạ. Đấy là những tính an toàn về phần đầu xe ạ. Về sự nổi bật về phần đầu xe nữa đó chính là có cả, có phần cản trước. cảm trước của chiếc xe này thì nó được thiết kế nhìn ra lỗ rất là nhiều tạo do chiếc xe này nhìn trông rất là thể thao và sang trọng ạ. À. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần sườn xe ạ. À. Về phần sườn xe này có gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe ạ. À. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi si nha trên gương bằng đèn led ạ à. và tích hợp nữa đó chính là có cả camera 360 độ rồi nha. Nó sẽ là có chỉnh điện, gập điện, cục gương, cục gương tự động đấy ạ. À. Về phần sườn xe của chiếc xe này thì nó có theo thanh nẹp chrome này. Tạo do chiếc xe nhìn trông nó rất là thể thao và sang trọng đấy ạ. À và chân kính của nó giống là chân kính bằng lẹp bằng chrome anh em nhá. Bằng chrome đấy ạ. Về phần bánh xe cái chiếc xe này nó sử dụng đó chính là vành đúc hợp kim nhôm. Vành của chiếc xe này là vành 19 inch đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và cũng rất là sang trọng ạ. Và phần nổi bật cho phần đuôi xe này là chính là có cụm đèn và phần cản sau. Về cụm đèn của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led nhé, đèn đèn led đấy ạ và lối lên mạch giữa hai cụm đèn đó chính là uh, giải đèn led nhá giải đèn led đấy ạ. giúp cho chiếc xe nhìn rất là sang trọng và tinh tế ạ về phần cản sau của chiếc xe này nó sẽ là có sử dụng bô nó sử dụng là bô kép ạ tạo ra chiếc xe nó được rất là được cân đối đi ạ các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này nó sẽ là có uh, cảm mấy lùi cảm mấy lùi nhá và cam lùi đi ạ có đây quay cho em về chi tiết hơn về cụm đèn này Cụm đèn của chiếc xe này nó thiết kế nhìn rất là thể thao và sang trọng đấy ạ. Cụm đèn nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Đấy, nó lối chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe nhá. Ta cho chiếc xe nhìn trông rất là thể thao. Đấy, phải phần cản sau này. Bô kép nhá. Cả mấy lùi này. Đó. Còn chiếc xe này nó sử dụng là cốp điện thông minh đấy ạ. Nó sử dụng là cốp điện thông minh đấy ạ. Đó, anh em nhìn thấy không? Rất sang trọng đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe Vinfast này có một điểm trừ rất là lớn đó chính là nó sẽ không có lốp xô so cua nhé, nó sẽ không có lốp xô so cua được ạ. Đó. Ok tiếp theo sang phần nội uh, thất, em giới thiệu cho em về nội thất của chiếc xe Vinfast NAC SA bản nâng cao ạ. Đào giới thiệu cho em về nội thất nhé. Nội thất của chiếc xe này thì uh, không gian nội thất của bản này thì sẽ là màu lâu ạ và ghế được được bọc ra sở rất mềm mại ạ và tích hợp hàng ghế thứ hai được sinh là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai này có cổng điện, uh, cổng sạc điện thoại này, cổng điện uh, 12V đấy ạ. Đây, còn đây là hàng ghế uh, ghế sau này, nó khá là rộng rãi đi ạ. Đó. Hàng ghế thứ ba thì nó thể gặp được là 50-50 và hàng ghế thứ hai thì gặp được là 60-40 ạ. Đấy. Đây, hàng ghế thứ hai gặp 60-40 mình nhé. Và hàng ghế thứ hai thích hợp nữa đó chính là có bệ từ tay trung tâm đấy ạ. À, không gian nội thất nhìn trông rất là nổi bật và sang trọng nha Ok giờ sang bên hàng ghế đầu tiên của chiếc xe VinFast NAC A 2.0 bản nâng cao đây Hàng ghế đầu tiên thì nó ghế được bọc ra ghế chỉnh điện ạ Ghế chỉnh điện luôn nha ghế được bọc ra đấy ạ ngồi rất ôm ghế Còn đây là các nút bấm bên cánh cửa này Bên cánh cửa thì nó không gian nội thất là bên cánh cửa này cũng màu lâu nha Nó sẽ khóa cửa chốt kính lên sung kính cho bốn cánh cửa đấy ạ có đây giới thiệu cho về phần vô lăng, vô lăng của chiếc xe này sẽ là vô lăng ba chấu ạ được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm lượng, cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Về túi khí thì bạn này sẽ có 6 túi khí ạ. Và đây là phần hộp số ạ, hộp số của chiếc xe này nó là sử dụng là hộp số tự động 8 cấp em nha, hộp số tự động 8 cấp đấy ạ. Chiếc xe này nó sẽ là dẫn đồng cầu cầu sau nha, không phải hai cầu như bản cao cấp đâu ạ. đó. Về màn hình giải trí của nó sẽ là sắp làm màn hình cảm ứng 10,4 inch nhá. Có kết nối Apple CarPlay và Auto Android ạ. Và có cả kết nối Wi-Fi luôn đấy ạ. Về bàn hồ táp lô của chiếc xe này nó là bàn hồ táp lô 7 inch đấy ạ. Bàn hồ táp lô 7 inch nhá. Nó không phải quá to cho cùng phân khúc này đâu ạ. Không gian nội thất của chiếc xe này thì rất là sang trọng và sạch sẽ nha. Tiếp theo giới thiệu cho về phần động cơ. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 2.0 à, tăng áp phun xăng trực tiếp ạ. Đấy. Và với công suất cực đại nó đang là 228 mã lực trên cho 6.000 vòng 9 phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 350 Nm trên cho 4.500 vòng 9 phút ạ. Mà mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì ở trong đô thị đang là 10,46 lít. Ngoài đô thị đang là 7,18 lít. Kết hợp trung bình đang là 8 lít 39 ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em nhé. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng an toàn ạ. Tính năng an toàn của chiếc xe này thì nó có rất nhiều tính năng an toàn cho anh, cho anh em đấy ạ. Đó chính là có như sau, đó chính là hệ thống phanh của chiếc xe này nó sử dụng là phanh đĩa cho cả bốn bánh nhá. Phanh đĩa cho cả bốn bánh đấy ạ. Và phanh đĩa tản nhiệt luôn đấy ạ. Có phanh tay điện tử ạ. Có phanh tay điện tử luôn đấy nhá. Hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, hệ thống cân bằng tử xe này, kiểm soát lực kéo này. Và chiếc xe này có hỗ trợ khởi hành dốc này hỗ trợ xuống dốc này hệ thống uh, chống uh, chống đặt xe đấy ạ hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp này uh, camera lùi này cảm biến lùi này và camera 360 độ ạ tích hợp trên màn hình luôn đấy ạ và túi khí thì bàn này sẽ là có 6 túi khí nhá và nó có hệ thống mã hóa động cơ chống trộm rồi đấy ạ và ngoài ra còn rất nhiều tính an toàn nữa nha về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó có rất nhiều màu cho trên mà chọn có như là, là màu uh, uh trắng này Màu đen này Màu cam này Màu lâu này Màu xanh này Màu xám này Màu đỏ và màu bạc ạ Ok và đến video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe Tổng bánh Chương trình khuyến mại Và những tính năng option của chiếc xe VinFast NAC SA Bản nâng cao Rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ các dòng xe của VinFast cũng như các xe khác nhau như đồ Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để trong sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì em hãy comment phía dưới cho nhà để em sẽ lên cho anh em cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok, xin phép em sẽ dừng video đây Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn em đã xem video này của em ạ